Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 59 về vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Trong ngày 16 tháng 6 năm 2024, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả thực chất các văn bản chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy ra soát phân loại có ngay giải pháp hữu hiệu về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ nhất là nhà ở có nhiều tầng nhiều căn hộ dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho người dân các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn khẩn trương soạn thảo trình thủ tướng chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ đối với các đối tượng cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao nhất là nhà ở có nhiều tầng nhiều căn hộ nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các phương tiện, thiết bị sử dụng điện, báo cáo thủ tướng trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy việc xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cũng áp dụng khi để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo chỉ đạo thanh tra kiểm tra giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để phòng ngừa cháy nổ bên cạnh công tác tuyên truyền thủ tướng chỉ đạo bộ công thương và ủy ban nhân dân các địa phương yêu cầu ngành điện phân công cán bộ đi từng ngõ gõ từng nhà kiểm tra hướng dẫn người dân quản lý sử dụng điện an toàn khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách không đúng yêu cầu của nhà sản xuất góp phần hạn chế cháy nổ do điện gây ra